Ban tôn giáo yêu cầu các sở, ngành quan tâm khi ông Thích Minh Tuệ đến địa bàn. Ban tôn giáo chính phủ đề nghị các địa phương quan tâm khi ông Thích Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự. Ngày 16 tháng 5, Ban tôn giáo chính phủ, Bộ Nội vụ có văn bản về công tác quản lý nhà nước liên quan đến Phật giáo trên địa bàn gửi đến các ban, phòng tôn giáo, sở nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ban dân tộc, tôn giáo tỉnh Bạc Liêu. Văn bản nhắc lại những ngày gần đây trên các trang mạng xã hội phát tán, lan truyền nhiều hình ảnh về một người tự xưng là Thích Minh Tuệ. Trang phục mang hình thức như tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Về việc này, Ban tôn giáo chính phủ cho biết, qua nắm tình hình bước đầu, ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đây, ông Thích Minh Tuệ đã 3 lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập hạnh Đầu Đà từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại, nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, lần thứ 4 này, hành trình của ông Thích Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật tử, có những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip, livestream đăng tải trên các trang mạng xã hội tạo nên hiện tượng Thích Minh Tuệ, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Từ thực tế đó, Ban tôn giáo chính phủ đề nghị ban, phòng tôn giáo, sở nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm tham mưu sở nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành chỉ đạo các sở, ngành chức năng quan tâm khi ông Thích Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Đồng thời, trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương hướng dẫn tăng ni, Phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Ban tôn giáo chính phủ cũng lưu ý việc thông tin, tuyên truyền để quần chúng nhân dân, tăng ni, Phật tử và nhân dân hiểu về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, về cách thức hành trì của Phật giáo, không cản trở, làm ảnh hưởng việc tu học đúng chính pháp. Cùng với đó, vận động chức sắc, tín đồ và quần chúng nhân dân không tập trung đông người nơi công cộng, gây cản trở, ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để các đối tượng thiếu thiện chí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền, kích động gây mất ổn định xã hội.